cái chớ này mình không hái nó hư hết rồi nè, hư hết rồi. Bên đây mình quyết định là hái mấy cái ớt này, nó bự quá. Tại vì cái này nhà trồng cho nó không có được lớn giống như kiểu mà người ta bỏ thuốc rồi đó bạn. Cho mình hái nên hái từ nhỏ vậy cho nó ấy. Đó, ngon chưa? Ở đây cây ớt chín này nè. Cây ớt này chín quá trời luôn. Đây. Rồi cây ớt nè. Ớt ngon nghe chưa? Mình hái mấy cây ớt chín này luôn. Ớt này trồng dễ lên lắm mọi người. Chúng ta chỉ cần bỏ cây giống mình tưới nước đều đặn mỗi ngày, thích thì cho nó một miếng NPK vậy thôi, vài bữa vài tháng mà mình có ớt ăn đó, ngon chưa. Mình mới hái ít cà chua. Và đây có mấy trái cà hôm bữa còn sót lại nè, cái cà này còn nhỏ chưa hái nè. Đây có mấy trái cà bự lắm đây. Đây là những cái cà rất là bự. Cái này nè, đấy mọi người thấy trái cà không? Đây trái cà rất là bự ha. Đó, trái cà bự nè. Một trái nữa. Bên đây cũng có trái cà rất là bự luôn. Hai trái cà bự. Dưới này cũng có trái cà rất là bự luôn. Đây, trái cà bự. Ở đây cũng có trái cà bự nữa nè. Đây một trái cà nè. Đã ghê chưa? Trái cà bự. Ở đây có trái cà này hái luôn. Thôi để nó bự đi. Rồi. Đây có mấy trái ổ qua mình chĩa luôn cho để nó chín. Ổ qua nó nhanh chín lắm. Một trái khổ qua. Đây, trên này có một trái này. Ây da. Hai trái khổ qua. Trên này có mấy trái khổ qua mình leo lên hái nha. Leo lên. Đây. Đây, trái khổ qua. Quay vô cái rổ nè. Tại vì mấy cái trái khổ qua này nó mình không hái là nó va qua bữa sau là nó chín liền, không hiểu tại sao nó nhanh chín lắm. Hai trái khổ qua. Nó ở xa, nó không có dinh dưỡng nhiều quá, cho nên là nó nhanh chín. Wow, ở đây quá trời luôn. Khổ quá. Lát mình sẽ leo lên trên kia, nãy mình thấy được mấy trái ở trên đó nữa, nó cũng rất là lớn. Mọi người thấy trong nó có cái trái không? Ây da. Trong này thì mẹ mình không thể nào vô mà hái được rồi. Đó. Có cái trái phụ qua. Trời ơi, nó chưa ăn mà nó cũng hành hạ mình vô trong này đó. Đây. Hái luôn hai trái. Hai trái khô qua. Ở ngoài này nữa nè. Đâu rồi đây. Ồ. Hay quá. Mình lên đây mình phát hiện được một thứ cả nhà ơi. Đằng sau quay một cái bí đang toàn ten. nó bọc đủ chỗ hết, không thấy được luôn. Lên đây mới thấy được. Ây da. Mấy trái cà ở trong ngon lành chưa, còn hơn là nhà thì sẽ đi bán nữa nè.
Mọi người thấy không? Thấy ham ghê không? Đó. Đây. Ở đây mấy trái cà, bữa còn nhỏ nhỏ mình sẽ lại cho nó lớn nè. Bữa nay nó lớn rồi nè. Một trái cà. Đây một trái nữa nè. Ngon ghê chưa? Hai trái cà. Trời ơi tụi nó mặt. Mọi người thấy ngon không? Đi ra chợ mua nhiều chưa? Đậm đà. Trời ơi tụi nó ngon gì đâu. Ở đây lá giang nhiều lắm nè, lá giang mà nấu canh hai nấu canh là khỏi chê luôn. Rồi bữa sau mình xá lá giang. Bí nè, một trái bí nè. Hình như nó nhung nhung rồi đó. Bên này một trái bự nữa nè. Đó, một trái bí nè. Bên này có một trái nữa nè. Đây. Cái này có một trái nè. Đó, thấy không? Cà chua cái này mọi người thấy là cũng ra quá trời trái, trái bự nè. Lớn hơn được miếng rồi đó. Đó. Ngon không? Rau càng cua thì khỏi nói là ăn mỗi ngày, không cần phải giới thiệu luôn, ngày nào cũng ăn càng cua hết. Ngày nào cũng ăn. Đó, rau dưa, rau dấp cá. Trời ơi, đi một vòng hái chơi đó. Mà được bằng này rồi nè. Hái thiệt không biết cỡ nào nha. Rất là ngon, hấp dẫn chưa? Không ai được ăn đâu. Rau răm. Vẫn thích nhất à. Để hái mấy trái ớt Đà Lạt kia luôn đi. Nó nhỏ nhỏ hái luôn. Cưng ghê không? Thiệt là cưng. Mà chết Đà Lạt. Trời ơi cưng không? Quá cưng luôn. Cái này cái mướp nè mọi người. Đây nè cái này. Bầu thì mọc từ trên xuống. Mướp nó thì đang mọc từ dưới lên. Vài bữa nó mướp nó ra lủng lẳng luôn. Đây là cây chanh dây nè. À cái cây chanh dây này là giống của nhà Duy á. Mọi người hồi xưa mình cũng có trồng một cây. Xong rồi ba Duy á. Nhà Duy có một cây chanh dây màu vàng. Là cái lá bự này nè. Đây loại lá này nè, đó mình đang trồng nè, là trái trái màu vàng đó mọi người, chanh dây trái màu vàng cũng đang rất là trông chờ nó ra trái như thế nào. Nguyên một cái vàng này chắc vài bữa nó mình hứng mình lại làm thêm một cái vàng thứ ba cho nó tăng cường lên quá. Mọi người nhìn nha, nhà đối diện nhà mình người ta cũng trồng ở trên sân thượng kìa, nhưng mà mình nghĩ chắc cây không được đẹp cho mình đâu. Quay góc này cho mọi người xem, cái góc này hơi bị thần thánh luôn. Lá xanh mơn mởn. Trời ơi mình hái một cái lá cải cho mọi người hết hồn nha. Cameraman ở dưới. Đây, hái một cái lá cải cho mọi người thấy thần thánh nè. Trời ơi, cái lá cải nhà tôi. Đây. Trời ơi. Bự chưa? Lá cải thần thánh. Đó đi ăn tỉa, ngày nào cũng tỉa vài lá ăn. Rồi, đến đây thì kết thúc clip ở đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hai trái bí được, hai trái bí luôn ta. Trái bí này được chưa ta? Cái chưa đâu, được bữa sau đi. Đây, khoe với mọi người, đây là thành tích sau một lúc lên vườn. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.